bộ lẽ cả nã sam từ pi bậc ca mang côn mà rồi phẩm bay tiệt đầm bay ở bề sa ma sam put ông ni miền đất miền ẩm nát khăng hai bậc put tăng phèm ông ni dừng đắt nơi nông sầm nã nơi sasana bề khổ ở tư trong cuộc bề khổ bề tăng ông đầm bay hồ nâu ở sạch chạc thoa vì lời chân ly cái pi đa hồ nẹ miên bon nốt và sân chỉ nẹ miên bon nâng rư có tu ong nâng chỉ tu ong prea sẽ a mê trây bất vật cóp chân mến cô chung ol đăng tha sở đây rất cần thiết đưa có thiết trong bao bọc quất tầng pram nâng ngày thoáng nâu ní bê là nghĩ nâu nâu bê là thật nâu ní chẳng tới ai đăng qua ba ông pi ấy bạch bột nâng thà ta bạch bột nâng cứ bê để mỏ man mong mỏ man thiết bạch bột nơi tầng na mong mỏ man thiết bạch bột nơi tầng na chẳng cứ ai đăng cứ đăng qua chẳng tới tôi cũng nọt thà nâng hai chỉ tu ăn bè đầu miên bon ai lược sát na hay đăng thà nâng hai chỉ tu chấp bất bất con ai ơi nâng hiệp trăm sát na lược sát na ban lược nông sản sát na bè đầu miên bon nâng vừa ở rung rương ban lược phục phan đầy nâng khai từ chia sát na bọc bè chúng có xong ông lục nè cổ bảo ông thật ông xong ở bàn xong ra chìa bạc bút cổ bảo ông chìa âm mật tắc to tư đòi ăn làm hiếp để con trả cổ bảo ông bàn co sang bạc bút từ rút chẳng phạm ông ni xong ạ nằm mùa thần nìa có xa lập hòa lập bôn lục nè The Dhamma is all the four kinds of ways. One is the age, one is the skin color, one is the happiness, one is the strength. What conduct? Please have the grain to all of you who have powers of good action, are staying here and staying in all every country, who are dotted. Nẹt mô ta sạ phẹ cà vẹ táo a ra hà táo sa má sa mô tê hẹ sạ Nẹt mô ta sạ phẹ cà vẹ táo a ra hà táo sa má sa mô tê hẹ sạ Nẹt mô ta sạ phẹ cà vẹ táo a ra hà táo sa má sa mô tê hẹ sạ Tẹt tà non tà răng thò miếng Sami. From this time, we will have the Dhamma in order to tell all of you to have the enlightenment of Dhamma. The Dhamma that we will have for telling you at this time, we are going to have the Gatanjaya, which consists in this place. And the other six realms. We tell about the Gatanjaya in the humankind realms, and we will tell about the result. With Gatanjaya in the six arts, that is Chato Maharajka, Yamir, Paryaniman, Kanada Prum, Priyakrahauta Prum, so on. Can I ask why the Gatanjaya or the givenness is only consists in our human kinds of realm or the other realms that they give the gift similar to our human kinds realm too? So at this moment I will have these dhammas to tell all of you to know understand about the providence, such as Gatanjaya,
For this moment in the next world, with the Katanjayo, all the Buddhists and the greatest Buddhist people, it was born since the 1,800,000,000,000,000 Buddhas of God, Buddha. It is not only the times of God Samana Kodam, but from the 1,800,000,000,000,000 Buddha of God, Buddha. And it is not just the Katan Jivo, which give the Jivo or give the sponge by skirt, trousers, and it is not only in the house of God Buddha, who is our noble teachers called God Samana Gautama. It happened since the 1,800,000,000,000,000 of Buddha in the past. It is from God Buddha's time until God Sukmetara Tipanko Saranangarao, until God Prehkoksanto Prehkasapao Prehkaunikumano. And next religions like God Samitri. So the goodness of the humankind, God is Brahma. The goodness is not only at this time, and this goodness, all the Buddhists, every Arahant God, Bodhisattva, the goodness of Katanjivo is in our humankind realm, is celebrated, accompanied by the times and the time for Katanjivo. The period of it is 1 month, 29 days. We have gotten 29 days in the house of God Samasamput, God Samana Kodam. The Katanjivo has only 29 days. But for the religious house of our noble teacher, God Samasamput, in the religious house of God Samitri, the Katanjivo has 3 months. It is not only 29 days like in the house of God Buddha, God Samana Gautama. And these 3 months, all of the bodies and all God, Arahant, people of all of us, we know why we know the Katanjivo in the religious house of God's Amitri. They had celebrated for 3 months at the Chato Maharajaka Rim, Miratai Rim, Kanatapurum Rim, Breh, so on. Today, they respect the God's Amitri religions in all these rims. Nowadays, it's only the God's Amitri religion. Chatok Maharajaka, Miratai, Varenimut, until Kanatapurum. For our humankind, they respect many religions that those religions I cannot count. They are Buddha, Hindu, Catholic, Jesus, Greece, Islamic. All of them are so many. It's not a few, but in the Chato Maharajaka Rim, Miratai Rim, Vrayanimat,